Hi, Claudia. Hi, I'm Kevin. Hi. Tối nay là Christine sẽ like cái màu số. Đây là cái màu ha. Christine đi xong rồi nhưng mà chưa có hoàn chỉnh lắm. Đây là cái số màu số 29 và 39. Đây ha, hai cái màu này. Màu chói chang. Thế mình sẽ ra hai cái màu vậy, nhìn rất là nổi bật ha. Nhưng mà lát nữa là mình sẽ có cái thêm cái design vô là sẽ cái màu nó sẽ dịu xuống. Nhưng mà cái màu nó rất là đẹp. Và bây giờ là mình sẽ đi cái ngón glitter ha. Đây ha, đặt cái glitter, sau đó là Christine sẽ sắp xếp cho nó. Hi anh Kevin, hi đầu tiên. Màu đẹp quá anh Kevin ha. Bây giờ là mình sẽ đi một lớp mỏng, thật là mỏng cái glitter thôi nha, cái bột clear á. Mình sẽ đi cái ngón này một chút xíu bột clear thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ chấm những cái kim tuyến của mình vào. Đây là cái kim tuyến ha. Đây ha. Mình sẽ sắp xếp những cái kim tuyến của mình. Khi mà cái bột còn ướt á, mình rất là dễ sắp xếp ha. Còn nếu mà nó khô á, mình có thể thêm một chút xíu bột clear. Vì lát nữa khi mà mình sắp xếp xong những cái kim tuyến này á, là mình sẽ hello Việt, hello. Hi Ken Chu. Hi Ken. Đó, mình sẽ sắp xếp như vậy ha. Tùy theo mình muốn sắp xếp như thế nào. Có. Để xem. Là hai ngón này, hai ngón kia thì còn. 10 đồng nhé. Thường ha. Hai Việt, hai Tammy Nguyễn. Hai Huy, hai cô. Thank you, hai Hương Trần. Đây là cái glitter mà mình sắp xếp theo cái ý của mình ha. Khi mà nó bột nó khô rồi đó, mình sẽ cho thêm một chút xíu bột clear nữa. Là mình sẽ từ từ và mình sẽ sắp xếp là những cái glitter như thế này. Đây là cái glitter tam giác và sẽ theo cái ý của mình nha. Hai Daniel, Nguyễn, hai Hương Trần, hai Natalie. Đó, mình sẽ từ từ sắp xếp theo cái hình dạng mà mình thích nha. Hai ngón này là Christine sẽ keep cho nó clear và đi những cái glitter như vậy. Khi mà nó khô á, mình sẽ cho thêm một chút xíu bột clear nha. Hai chị Trần, hai Đại, hai Dương Quán, hai chị Lâm Nhung, hai chị từ Thùy Dương, phải không chị? Chị xinh đẹp quá. Đây ha, mình sẽ cho nó từ từ sắp xếp theo cái ý mình muốn nè. Hai Bella Nguyễn, mình sẽ cho thêm một chút xíu clear vào đây. Bột clear thôi, không cần nhiều ha. Mình cho một lớp mỏng thôi vì á, giữ cho những cái clear của mình nè nó dính. Sau đó khi mà xong như vậy đó, mình sẽ sắp xếp cho cover bằng bột clear nha. Đồng một cùng một thế. Đó, Christine đang cố gắng làm cho nó thật là nhanh để cho cái bột clear của mình nó không có khô. Khi mà nó khô mình sẽ không có được hai ấy. Hai Nguyễn Vy, hai Nguyên Lê, hai Janet. Lát cho chị mượn nha. Còn một người khách nữa nha em. Đó, mình sẽ, đây là khô rồi. Mình sẽ cho một lớp mỏng thôi. Bột clear mỏng vào đây. Sau đó là mình sẽ đi cái cuối cùng nha. Đây ha. Mình từ từ thôi, không vội được. Mình sẽ sắp xếp cho nó thật là ngay ngắn. Đó. Đây ha, mình sắp xếp theo cái hình dạng mà mình muốn rồi. Hai Thúy An, hai Nhi, anh Nam Leo. Còn khách á. Đúng rồi, mình để cái bột clear trước nha. Mình để một lớp bột clear mỏng thôi. Sau đó là mình sẽ dán những cái kim tuyến xong này vào. Anh chắc nó vô nha. Khi mà làm xong á, là Christine sẽ cover bằng một lớp bột clear. Và cover lại bằng bột clear nha.
Đó, đây là cái bột clear mà cô xin cover một lớp thôi, vừa thôi. Vì ở phần dưới khi mà trước khi để cái clear vào á, sắp xếp vào á, là cô xin để một lớp thật là mỏng thôi, để cho nó không có dày ha. Vì lát nữa là mình dễ cover bằng cái bột clear, tùy theo cái độ dày mà mình muốn. Hai khen độ hai chị Úc Hương, khỏe không chị? Hai khen hai dí, hai baby Su. Là sao? Fill ombre. Fill ombre thì cứ lấy màu fill thôi. Lấy màu fill thôi, fill bình thường thôi. Hai anh Kevin, hai anh Johnny. Lấy cho nó trầm màu hơn. Kim tuyến này là sắp tới là Chastel sẽ có ha. Đó, những cái mà Christine sử dụng là Chastel đều có. Nhưng mà cái kim tuyến này hiện tại là chưa nha. Sẽ Chastel đang chuẩn bị cho ra thêm kim tuyến nữa. Hai Sandy. Chụp kia. Chụp nhiều clear nữa. Hai Mai Trần. Hai Minh Châu, Mai Lớp. Hai Andra. Kính chào các bạn. Chị Úc Hương phát tài năm mới là thấy phát rồi đó. Ngày nào cũng đi không làm mà. Ngày nào của xin cũng đi làm đó. Đó, đây là mình xong nè ha. Nó là màu gì? Khi nàng qua nó chỉ là làm cái màu nút thôi. Chỉ nghĩ là nó chỉ là làm cái màu nút thôi. Hai chị Trâm Huỳnh, hai Mai Trần, hai Sandy, thank you chị Sandy. Hai Chasey. Mình sẽ đi một ngón như vậy là một màu hả? Đúng rồi em. Đây ha, mọi người có thấy không? Đó, màu cam rất là dễ thương ha. Không đậm lắm mà nó cũng không có lợt, màu rất là nhẹ. Khi mà mình nhìn nó thì nó tỏa sáng thôi. Không phải nó chói thôi. Nhưng mà khi mà mình làm lên á thì nó rất là đẹp ha. Hai Trâm Huỳnh, hai Tài Nguyễn, hai Evelyn. Đó, thiếu bột rồi. Và mình sẽ tiếp tục đi thêm một cục bột nữa ha. Hai Rico, hai John, Direct. Còn nha, Cali bây giờ mới 7 giờ thôi. Người khách này là khách cuối cùng rồi đấy. Hai chị Trâm Mình. Thank you anh Johnny, thấy rõ lắm ha. Ok, thank you cả nhà nha. Đó, mình sẽ không có vuốt ha. Khi mà mình thêm một lớp bột ở ngay cái thiếp là mình sẽ không có vuốt. Vì nó rất cần rất là mỏng thôi, không dày lắm. Khi mà mình vuốt á là cái bột của mình nó sẽ đi hết ha. Đó, mình sẽ nối lại với nhau. Đó, thế là xong ha. Hai anh Lực, khỏe không anh Lực? À, bột, dạ chị Úc Hương, bột này là vừa đắp vừa dip luôn nha. Hai Kiều Lam, hai chị Thi Kha. Còn ngón này là hai Alice em, khỏe không? Hai chị LA Nail, chính. Thank you chị. Hai bên Nguyễn, màu đẹp quá ha. Thank you cả nhà nha. Đây là cái màu số 29 và màu số 39 của Chastel. Và Christine đang cho hai cái màu kết hợp lại với nhau. Nó rất là dễ đắp đúng không? Dễ đắp đi. Hai chị Bích Đào, hai chị Mai Ca, hai Loan Kim, hai chị Kim Thúy Nguyễn. Đó, mình sẽ đi hai màu này lại với nhau ha, để tạo ra cái ombre nè. Trong cái 50 màu của Chastel mình có thể phối hợp được rất là nhiều cái màu sắc để mà làm ra những cái ombre như vậy. Hồi trưa là Christine có phối hợp cái màu xanh ha. Cái màu xanh khi mà mình phối lên rất là dịu dàng.
Màu xanh nó khó phối màu lắm. Hai chị Bích Đào. Hai anh Hào khỏe không anh Hào? Ấy da, lộn rồi. Lộn màu rồi. Đó, Christine nhìn màn hình là mà lấy lộn màu luôn. Thank you chị Kim Thúy Nguyễn, màu đẹp quá. Dạ màu đẹp lắm. Đẹp lắm. Khi mà nó rất là dễ phối màu để mà mình làm ra những cái ombre ha. Như thế này. Đó, mình sẽ clean ha. Critical cho nó sạch nè. Màu nó bột nó rất là dẻo nha. Nên là mình đắp rất là dễ. Hi Kateri. Thank you chị Bích Đào, màu đẹp quá. Hai anh Tuấn, Tuấn Anh Dương. Thank you chị Mai Trần. Thank you. À, thả tim cho Christine nha, để lấy động lực làm nha. À, anh Johnny Vân, một hũ là 2 ounce nha, là 15 đồng một hũ. Một set á của Just Nail là có 50 màu nha. Khi mà mình mua một set á sẽ có discount nha. Đó, bột rất là dẻo đúng không? Nó không bị chạy và nó không có rất là dễ vuốt cho mình. Màu rất là đẹp, hai màu này đi chung rất là xứng nè. Xứng quá đi, cân quá, màu cân quá nè. À, anh Johnny có nha, à, anh Johnny vào cái website justnail.com á. Bên Justnail là có bán top coat nè, liquid nè. Có nhiều lắm, nhiều sản phẩm rất là chất lượng rất là tốt nha. Christine đang sử dụng cái liquid của Just Nail nha. Cái sản phẩm mà mới, nó không có mùi nhiều. Nó là EMA nha. Nó mùi, nó không có mùi nhiều, mùi nó nhẹ lắm. Thank you Minh Châu. Hai anh Ngọc Phạm. Đó, mình sẽ đi nốt cái phần ngón còn lại nha. Đây là cái ngón cái. Mình sẽ cũng sẽ cho đi ombre luôn. Đó, mình cho nó vào chính giữa ha. Từ từ và giúp hai bên thôi. Đó, thấy Christine đi cho nó dày không? Vào chính giữa thôi ha. Sau đó là mình sẽ vuốt nè. Mình sẽ vuốt xuống. Vuốt xuống và tạo cho nó có cái độ cong ở chính giữa nè, đúng không? Nó sẽ có cái độ cong ở chính giữa nha. No em đi, đúng rồi anh Johnny. Hai Hiếu Tô, hai Nguyễn Ngọc. Nó là EMA, no MMA nha. Hai Nathan Nguyễn, khỏe không em? Hai chị Tuyết Mai. Màu đẹp lắm, cưng quá đi. Đây là màu số 39 và 29 nha. Khi mà anh chị nào mà có cái sản phẩm của Just Nail á, cái bột á, thì bây giờ là Christine á, mình mix những cái màu này nè, mình có thể show cho khách coi ha. Thank you John, anh John này, hai Nico, hai Thần Chí. Bây giờ là mình xong ha.
Hai Thái, Trang. Đây, màu rất là ngọt. Đây là những cái màu nóng nha. Hai Nico, số 2 Uyên Trần. Nico, hai chị Vivian Nguyễn. Shop justnail.com. So we have all powder. All powder color. Thank you, Nico. Oh, trời. Hai Huỳnh Châu và hai Huỳnh Châu. À, bây giờ là mình sẽ dụ cái sếp ha. Justnail.com. Bây giờ là mình sẽ dụ qua cái phần sếp nha. À, khi nào ra màu hả? Màu treo hả? Khi nào ra màu treo hả? Sắp tới ha. Đó. Just nail có thể là sẽ ra cái màu màu treo, color treo nha. Màu matching color treo. How serious? So Nico, so we have the website justnail.com, so please go for the website be order. Okay. Thank you. Hai Nghi Phạm, hai Tammy Nguyễn. Hai Phạm Thông Em, hai Thái Nguyên. Bây giờ là mình sẽ lấy những cái shape đều nhau ha. Hai Andy. So the powder color, what number? 39 and 29, okay? The color powder. Yes, thank you. Mình sẽ dụ một chút xíu. Hai Phạm Tân. Thank you, Nico. Hai Phạm Tâm. Thank you. Thank you, Andy. Giờ mình dụ qua cái phần dưới ha, những cái bột mà dư đó. Hai nghi Phạm, khỏe không em? Từ từ sẽ được nha, mình tập nhiều và chịu khó nó sẽ ra. Đó, những cái phần dư ở dưới, bột rơi rất ở dưới là mình dụ sạch cho khách nha. Hai chị Anh Nguyễn. Hiện tại nếu mà order một set á là giá là 698 đồng nha. Một set là 750, nếu mà mình lấy một set á thì giá nó sẽ là 698 ha. Lúc sau còn 698. Cho nó đợi chút xíu đi, lát kính chấm cho nó. Hai Trâm Mì Nguyễn. Hiện tại là Just Christine chưa có dạy một mình ha. Christine đi chung với công ty Just Nail, đi với nhóm Alex dạy. Nên nếu mà các bạn mà muốn học cái về cái nail á thì đăng ký ha. Tháng 3 này là hả, nhóm mà Lịch Trương sẽ có cái lớp ở bên Phoenix Arizona vào ngày 19, 20, 21 nha. Anh chị nào muốn nâng cao tay nghề hoặc là từ cơ bản đến nâng cao á thì có thể liên lạc với Christine nha.
Em được về rồi hả Tammy? Hai noodle cup. Hai bát ba ba. Hai chị Úc Hương, một set như vậy là tụi em sẽ free ship nha. Tụi em sẽ free ship nha. Mua trên 100 là tụi em sẽ free ship. Đó, mình lấy những cái shape này cho nó đều ha. Hai chị Loan Võ. Không sao, cho em khách đợi. Cả nhà ăn cơm chưa? À, mình sẽ lấy shape cho những cái shape này đều nhau ha. Và cái phần nhọn của mình là không có bị mất shape nha. Cả nhà vui lòng chia sẻ giùm Christine cái video clip này nha. Thank you. So Nico, we don't have the app right now, so we have the website justnail.com. Yeah, I have pins for here. Thank you. Okay, Alison, I got that beach from Donna. All right, thank you. That's okay. Ngón này ha, rất là dễ thương nè. Bye bye. Hai Tony Nhân, hai anh. Okay, but they're gonna get them in. Okay, thank you. Bye-bye. Mình sẽ dụ cho. Vì Christine đắp bột á, thì nó không có chạy ra hai bên nhiều ha. Nên á, Christine cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi mà mình dụ ha. Nên là Christine sẽ cho những cái step này nó đều nhau. Em Sơn xong rồi làm. Hai chị Trân, hai Kim Đăng. Thank you chị. Màu đẹp hả? Màu đẹp lắm. LA nail chỉnh một set là 50 màu nha chị. Một set là có 50 màu. Mỗi lần á Christine làm live á sẽ làm hai cái màu khác nhau ha, hai hoặc ba màu với nhau. Nên á, khi anh chị mà có cái màu của Chanel á, rất là dễ phối màu nha. Á, Christine sẽ cố gắng phối những cái màu ra để mà khi mà anh chị mà có cái màu rồi á, mình có thể dễ dàng show up cho khách coi. Hai Thanh Trần, hai Kim Lady, hai Lillian. Bây giờ mình sẽ xem lại cái shape của mình á đều chưa nha. Ok, nó đều rồi. Bây giờ là mình chỉ cần giữ cái đi coi. Hi Brenda, khỏe không Brenda? Đó, bây giờ là cái shape của mình nó đều rồi ha. Mình sẽ giữ nè, mình sẽ giữ cái phần thiếu đi coi thôi. Hi Nguyễn Trương, hi chị Nguyễn Hiền, hai Mỹ Ly,
Bây giờ mình sẽ sử dụng sơ cái phần cuticle ha. Hai bên là hai toàn nguyện. Hôm nay là Christine sử dụng màu số 29 và màu số 39 nha, của Chanel. Trong 50 màu của Chanel nha, màu số 29 và màu số 39. Chứ đi cô mình vừa đắp tới ha, và nó cũng không có dính da nhiều nên là Christine chỉ chạy sơ thôi. Chạy sơ những cái phần mà nó hơi dính một chút xíu là được. Khỏe, chị khỏe nha, thank you. Em khỏe không? Cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Màu đẹp quá. Lát nữa là Christine sẽ có hai ngón mobile nha, hai ngón mobile trắng đen, và mình sẽ làm trên cái nền màu cam. Hai chị Trang Huỳnh, hai Tài Tinh, hai anh. À, bây giờ là mình sẽ qua cái phần design ha. Hai đếm vô. Bây giờ mình sẽ qua cái phần design ha. Christine sẽ design cái bông màu trắng. Hai Daniel, hai Leslie, hai chị Thế Bình Dương. Mình sẽ phủi sạch những cái bụi ha. Sau đó là mình sẽ làm bông 3D. Cái ngón này là Christine sẽ làm cái mobile ha. Mobile trắng đen. Hoặc có thể là mình sẽ làm đi 3D hết. Ok, bây giờ là mình sẽ đi bông 3D ha. Mình sẽ có lá 3D, sau đó là mình sẽ chấm thêm phần diamond. Là Christine sẽ có hai ngón mobile ha. Nhưng mà trước khi mình làm mobile là Christine sẽ cho làm cái lá trước với cái bông trước ha. Đây cũng là những cái màu mà Christine sử dụng ha. Trong cái 50 màu đó là Christine sẽ sử dụng để làm cái bông 3D. Và đây cũng là một trong những cái màu của Chanel ha. Hello Nguyễn Công Văn, hai chị Thảo Nguyên, hai Từ Nguyễn, hai Tấn Tạo, hai Thành nhé. Thank you, cảm ơn cả nhà nha. Đây là những cái màu mà Christine đang sử dụng ha, màu số 35 nè. Cũng có trong Chanel luôn ha, màu số 21. Đây ha, và màu số 48. Với một màu đó là màu số 45. Bây giờ là Christine sẽ kết hợp những cái màu này lại để mà làm cái design ha. Và không thể thiếu một cái màu nữa.
đó là màu số 39 nè. Đó, mình sẽ không thể thiếu một cái màu chính là màu số 39 nha. Và cái màu trắng trắng nữa. Hai Văn Quang, hai Timmy Nguyễn, hai Johnny. Có thể là cái website nó hơi bị down một chút xíu ha. Cả nhà vui lòng đợi chút xíu và vào lại. Thank you. Và đây là cái liquid. Thảo Nguyên, lát nữa là cô xin sẽ làm cái mobile ha. Làm cái mobile và sử dụng cái Christine sử dụng bằng gel nha. Đây là màu bột, màu cam. Lát nữa là cô xin sẽ làm cái mobile màu trắng đen. Bây giờ là cô xin sẽ kết hợp những cái lá. Cô xin sẽ đi lá trước. Cái làm khi mà mình làm cái bông 3D á, thì nó hơi lâu một chút xíu ha. Đây là cái lá mà cô xin sẽ làm cho nó hơi dài một chút xíu ha, thật mỏng thôi. Mình sẽ cho nó có cái độ nhọn nè, vừa ý của mình. Đây ha, cái màu này khi mà mình làm nên cái lá thì nó rất là đẹp, dễ thương quá à. Mình sẽ đi lá ha. Mình chỉ cần đi một lá chút thôi. Sau đó là Christine sẽ làm bông ha. Đây mọi người thấy cái bông không? Và Christine kết hợp lại với nhau. Thấy cái màu bông không? Mình sẽ đi như vậy trước ha. Sau đó lát nữa là Christine sẽ outline bằng màu đen. Vì tại sao? Tại vì lát nữa là Christine có hai ngón mobile, nên là có màu đen và màu trắng. Nên là Christine sẽ cần một chút xíu màu trắng đen cho cái bông của mình ha. Vì nếu mà hai ngón mobile mà trắng đen mà những cái ngón kia nó mình không có cái gì hết thì nhìn nó kỳ lắm. Hi Casey. Bông đẹp không? Đây là những cái màu của Just Nail ha. Mình có thể làm bông 3D nè, mình có thể làm double, mình cũng có thể dip nha. Màu đẹp lắm. Đây là cái cách mà Christine phối màu ha. Từ những cái sản phẩm mình có thôi là mình có thể làm được nè. Đơn giản ha. Bây giờ là Christine có thể dừng tại đây và không đi tiếp nữa. Nhưng mà mình sẽ cho thêm một cái cánh ở đây nữa ha. Hai Tài Nguyễn. Vì bây giờ Cali là 7 giờ rưỡi ha. Có thể làm xong người khách này là 8 giờ là mình về là vừa. Chị Ngọc Lan, khỏe không cả nhà?
Mình chỉ cần làm hai ngón 3D thôi ha. Design của mình sẽ không có nhiều. Hai Đôn Nguyễn, hai Uyên Hoàng, hai bé Mai. Bây giờ cái bông của mình á, mình sẽ dừng tại đây. Sau đó là lát nữa là Christine sẽ cho cái phần diamond ở dưới nha. Mình sẽ chấm diamond ở dưới, ở chính giữa nè. Đó, mình chỉ cần đi cái bốn cánh như vậy thôi. Bây giờ là Christine sẽ cho một chút xíu lá ha. Lá vào đây. Đúng rồi, cái liquid mà Christine đắp á, là hồi nãy là Christine dùng đắp cái bột của mình luôn nha. Cái đó là liquid no MMA, đó là EMA, liquid EMA nha. Đó, bây giờ là mình bắt đầu phối những cánh lá vào với nhau. Màu lá dễ thương không cả nhà ha? Màu lá dễ thương lắm. Lát nữa là Christine sẽ trang trí thêm những cái diamond vào đây ha. Hả, tối nay qua nha em. Hả, có rồi, có cái 100 chai thấp hút của em rồi nha. Anh chị nào á mà muốn lấy số lượng nhiều á, muốn mua với số lượng nhiều á, thì có thể nhắn tin trực tiếp cho công ty hoặc là nhắn tin trực tiếp cho những thành viên trong công ty nha. Jimmy Smile hoặc là Alice nha, với Christine nữa. Tôn, hai Linh Ly, hai Anna Lâm. Bây giờ là xin sẽ cho những cái lá này vào. Mình có thể là dừng ở đây ha. Đây là cái bông của Christine xong ha. Lát là mình sẽ đính đá. Bây giờ mình sẽ qua cái phần gái. Nico, so you, if you want to buy with me, you just message for me, okay? Thank you. Hi Trang Hoàng. Hi Phương Trang. Thank you em Nguyên nha. Thank you. Và bây giờ ở đây thì mình cũng làm giống như bên kia ha, nhưng mà mình sẽ làm cái bông nó hơi khác một chút xíu. Thank you em Uyên. Thank you. Thấy không, cái bột rất là dẻo nên mà khi mà mình làm 3D á, cũng rất là dễ dàng ha. Đó, mình sẽ cho đây trước. Hi Jason. So I think just now not ship out or US. Yeah, we not ship for Australia yet. Only on the US. Okay, bây giờ cái bông này là xong rồi đó. À, cái bông màu đẹp ha. Hi Jason. Ok, thank you em. Tối về ha, tối về qua pick up cái top cho em. Christine, tại sao không có design xuống dưới này ha? Christine muốn giữ cái bên mày để cho thấy cái ombre ha. Nên là mình sẽ không, khi mà mình làm 3D á, là Christine sẽ không có cover hết những cái ombre mà mình có. Mình sẽ làm sao á để mà cho cái ombre của mình nó vẫn còn. Như vậy thì nhìn cái nail của mình nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cho cái cánh của mình rộng một chút xíu ha.
Hi Emily. Khỏe không em? Hi Long Trần. Bây giờ là mình xong ha. Đó, Christine sẽ thiết kế cái bên này á, với cái lá nó sẽ nằm ở bên này ha. Cái lá Christine sẽ cho nó nằm ở bên này. Vì hai ngón mình có thể là set up nó không có giống nhau nha. Hai Ngọc Linh, hai Di Lan. Mình sẽ cho cái lá nhỏ vào đây thôi. Sau đó nửa lát nữa là cô xin sẽ cho cái diamond ha. Đó, cô xin sẽ cho cái lá vào đây. Hai anh Tom, Tom khỏe không anh Tom? Yeah. Lấy lộn màu đi. Mình sẽ cho cái lá này nó sẽ hơi đè vào cái lá trước một chút xíu ha. Vì những cái màu mình á, mình đi thật là mỏng thôi nên nhìn nó sẽ không có bị dày ha. Thank you anh, thank you. Em khỏe nha, thank you. Anh mới hỏi em chưa trả lời anh khỏe rồi. Thank you nha. Anh biết em sẽ hỏi như vậy đúng không? Đó, bây giờ là mình sẽ để em như vậy ha. Đó, Christine sẽ trang trí clean hết những cái này, cover lại hết. Sau đó là mình sẽ vẽ thêm, trang trí thêm cái design cho cái bộ nail của mình bằng diamond và những cái viền nha. Dạ khỏe mới làm nail được. Đó, chúc nhận cả nhà khỏe nha. Thank you. Dạ Christine khỏe lắm. Mai kiểm tra này nha, để lộn lên. Hi Diana, thank you. Hi Diễn Trần. Bây giờ là mình sẽ làm mobile trước. Vì bây giờ là cô Xin sẽ sử dụng cái màu màu treo để mà làm mobile với cái treo loan nha. Ok, bây giờ là Christine sẽ sử dụng làm cái dạ đúng rồi, bây giờ Kali là gần 8 giờ ha. Christine sẽ làm cái ngón này bằng cái màu trắng đen treo loan làm mobile nha. Mình sẽ sơn một lớp thật là mỏng cái treo loan ha, gọi là funny gel. Cũng có trên website Just Nail nha. À, có nha, em Uyên có châu loan luôn nha. Đó, mình sẽ hơi cho nó một chút xíu. Đợi một chút xíu. Mình lấy một chút xíu màu đen, trắng đen nha. Trắng đen loại nào cũng được hết á. Trắng đen hiệu gì cũng được.
mình sẽ cho những cái màu trắng này vào ha. Mình sẽ cho một lớp màu trắng. Mình tùy thích thôi ha, mình đi tùy thích thôi. Sau đó là mình cũng cho một chút xíu màu đen ha. Cho màu đen vào luôn. Mình sẽ đi bên hông. Đi song song màu trắng đen. Mình giữ như vậy cho nó vài giây ha. Xong chưa về chưa? Bây giờ anh về. Bạn tới rồi. Ok bye em. À, sau đó là mình sẽ cho bên này ha. Mình cứ để. Ok bye em. See you tomorrow. Hi Lily Phạm. Hi Katie. Hi chị Thúy Linh. Ok luôn Uyên ơi. Tối nay gặp. Em muốn cái gì cũng có nha. Mình sẽ cho cái bên kia như vậy. Còn bên này là mình cũng cho vẽ tương tự ha. Theo những cái đường lối và tùy thích của mình. Sau đó là mình cũng cho một chút xíu màu đen vào ha. Mình cứ giữ như vậy cho nó vài giây ha. Hai Á Lịch Nguyễn. Hai Hoa Khéo Lì. Hai Lì Phạm. Ok về sớm, tranh thủ về sớm nha. Tranh thủ về sớm chứ mà không có like này đâu. Xin sẽ về nha. Bây giờ là mình sẽ dùng cây cọ của mình ha, và mình tán. Mình sẽ tán những cái design của mình ra một chút xíu. Mình sẽ không có lấy hết những cái màu này ha. Mình sẽ không có lấy hết những cái màu này. Thấy không? Đó, cô xin chấm nhúng vô cái cây cọ mà có lít, có thấp hút á. Là mình sẽ đi như vậy ha. Mình sẽ nhúng cho nó hơi loang ra, vì mình sẽ không có muốn là nó thẳng như vậy ha. Đó, bây giờ là mọi người thấy không, nếu mà mình thấy mình vừa ý với cái thiết kế như vậy thì mình có thể dừng ha. Còn nếu mà mình thấy nó nhiều quá, mình có thể lấy bớt ra, đúng không? Mình có thể lấy bớt ra một chút xíu. Đó, bây giờ là mình có vậy ha. Đó, cô xin sẽ cho nó vào máy insect. Và mình sẽ tiếp tục làm cái ngón còn lại. Hai khi đi, hai Huỳnh Liên. Hai chị Trang Nguyễn. Hai Thảo Nguyên, hai Ren Võ. Mình có thể sử dụng, vì bây giờ là Christine đang làm cái treo loang, làm bằng treo loang ha, nên là Christine sẽ không có sử dụng cái alcohol hoặc là acetone gì hết. Đó, Christine đang nhúng vào đây là cái chai thấp hút nha. Cái chai thấp hút nha. Thank you chị Trang Nguyễn. Cái chai thấp hút này ha. Đó, Christine lấy một chút xíu vào đây nè. Đúng không? Lấy một chút xíu vào đây. Sau đó là Christine sẽ lấy cái cây cọ của mình nè. Không? Lấy cây cọ của mình ha, mình nhúng một chút xíu thấp hút. Đó, sau đó sao mình dặm theo những cái đồ mà mình thích, vì là vệ sinh không có muốn nó nhiều quá. Nó nhiều quá ha. Đó, mình sẽ chấm bớt ra, mình sẽ lấy bớt ra những cái màu. Mình sẽ không cho nó định hình theo một cái hình dạng nào nhất định. Hai Linh My, hai anh Trinh. Dạ em làm trẻ hôm nay nha. Dạ yeah, thank you. Hi, thank you chị. Bây giờ là mình xong cái phần này ha. Đó, mình đã hài lòng như vậy. Sau đó là mình sẽ cho vào máy. Ok, insert. À, và một lần nữa mình sẽ thêm một bước thật là nhỏ ha, để hoàn chỉnh cái design của mình có. Thank you em. Hi Trace Yvonne, thank you em Linh Sang. Em khỏe không nè? Treo loang là một cái màu clear thôi nha. Nó chỉ là thuộc cái màu clear thôi. Đây là cái treo loang ha, gọi là phân treo, có trên website justnail.com. Hai Hiền Ba Nguyễn. Bây giờ là mình sẽ thêm một chút xíu nữa để cho cái design của mình nó hoàn chỉnh ha. Mình sẽ thêm những cái đường link thật là nhỏ thôi, những cái đường line thật là nhỏ thôi nha. Đó.
mình sẽ thêm những cái đường lai thật là nhỏ, mình vẽ theo khi mà mình để vào máy nó khô rồi đó, mình sẽ lấy ra và vẽ theo cái sở thích của mình. Mình muốn nó đi như thế nào thì mình sẽ đi thêm những cái đường lai thật là nhỏ thôi, thật là mỏng thôi. Hi Dai, so I'm to the mobile today, right? Okay. Mình sẽ cho nó đường link, đường vẽ những cái đường line tùy theo cái sở thích của mình. Mình muốn nó đi thế nào thì mình sẽ đi vào thế đó ha. Đây thật là nhỏ thôi. Mỏng nhất có thể nha, mình sẽ không cho nó dày. Bây giờ là cái design của mình xong đúng không? Đây là cái mobile của mình ha. Đúng rồi, mình chỉ Trang Nguyễn mình xài màu gì vẽ trên cái chao lan cũng được nha. Ok, insert. Đó, và ngón này cũng vậy ha, mình sẽ cho những cái đường link thật là nhỏ. Đó, mọi người thấy không? Cái màu trắng của mình không có màu đen nên là mọi người dễ thấy lắm. Hai khuyên này, hai loan trần. Đây ha. Mình sẽ đi cho nó thật là nhẹ nè. Tùy theo cái sở thích của mình muốn cho những cái đường line mobile của mình á đi theo hướng gì ha. Mình sẽ đi vào đó. Khi mà mình đã hài lòng với cái thank you chị, hai anh Phạm Thái, hai Phạm Thái. Thế mà khi mà mình hài lòng với cái thiết kế như vậy mình có thể dừng ha. Còn nếu mà mình chưa hài lòng thì mình có thể thêm những cái lên nhỏ như vậy tùy theo là mình thích nó như thế nào, nó đi theo hướng nào ha. Sau đó là mình sẽ cho vào máy ha. Hai anh Bùi khỏe không? Hai chị Phương Soli. Hai anh Bùi Công nha. Bây giờ là Christine sẽ đi cái phần bông nha. Đó, Christine sẽ viền cái màu đen. Tại sao ha? Tại vì cái mình có hai con ngón bubble đó, nó đã có màu đen và màu trắng. Nên là Christine sẽ cố gắng viền những cái bông như vậy để cho nó thật là show up. Cái này là Christine sử dụng gel ha, để gel viền ha. Christine sử dụng gel để mà viền những cái nét như vậy nè. Khi mà mình viền những cái nét cá thì nó sẽ rất là nổi bật ha. Bây giờ mình bắt đầu thấy cái bông của mình nó nổi lên chưa? Nó nổi lên rồi nha. Đây, bây giờ là mình sẽ Christine sẽ cho những cái đường link nhỏ vào trong cái bông của mình ha. Lát nữa là Christine sẽ cho cái diamond vào cái chính giữa của cái cánh bông. Mình đi thật là mỏng thôi. Và những cái đường link này thì cũng thật là nhỏ thôi, không có lớn ha. Bây giờ là Christine sẽ đi viền cái lá. Hai Trung Quang Lương. Mình cũng sẽ viền cái lá của mình ha. Khi mà viền như vậy thì cái lá của mình nó sẽ nổi bật thêm và cái bông của mình nó nổi bật thêm nha.
Bây giờ cái lá của mình xong với cái bông ha, mình sẽ cho vào máy. Sau đó là mình sẽ thêm cái họa tiết là cái diamond thôi. Thank you. Hi Anna Nguyễn. Thank you Jessica. Thank you chị Trang Nguyễn nha. Christine bảo quản cỏ ha. Cái cỏ của Christine là nó hư tơi tả lắm rồi. Nhưng mà tại vì xài quen á, Christine vẫn còn sử dụng được nha. Thì tốt nhất cây cỏ của mình á thì mình không có rửa acetone nha. Vì nếu mà rửa acetone á thì nó rất là dễ hư. Còn nếu mà cây cỏ nào của mình á mà dễ bằng treo á thì mình cứ giữ cho cây cỏ của đó, cây đó là mình dễ treo thôi. Chứ không có dễ cái màu nước nha. Bây giờ là cái xe mới sắp một chút xíu. Bây giờ mình sẽ chuyển ra lại cái bông nó hơi, mình vẽ viền hơi lớn ha. Mình sẽ sử dụng acetone để chùi nha. Đây là cái gel. Đó, mình sẽ dùng cái giấy ha và nhúng một chút xíu acetone, mình sẽ chùi sạch những cái mình vẽ hư, sau đó mình sẽ vẽ lại ha. Christine đang vẽ bằng gel nha, vẽ bằng gel. No, tại vì cái bông của mình á là nó bằng bột, khi mà nó dính gel hoặc bất cứ cái gì đó nó rất là khó làm sạch. Vì cái màu đen á nó rất là khó làm sạch nha. Với lại cái 3D của mình á là bằng bột. Nên á mình chỉ có cách là alcohol là mình làm được thôi, mình rửa cho nó thật là sạch, nhưng mà mình phải nhanh tay nha. Hai tâm chị tâm chỉnh. Hi Andy Brown. Vì á, những cái bông của mình á, mình đi cái nét lớn là không có được, mình phải đi cho nó cái nét nó thăng mạnh thôi. Mình đi cái nét lớn á, là mình viền nó không có đẹp ha. Nên mình sẽ cố gắng làm sao đi cho nó thật là mỏng cái đường viền của mình. Đồng mùa cái okay. Mình sẽ đi từ từ ha. Khi mà mình xong cái mình viền xong cái màu đen vậy á, cái cánh bông của mình á càng thêm nổi bật ha. Đó, mình sẽ làm cái tâm như vậy, mình sẽ đi những cái đường gân nhụy á. Hai Long Nguyễn, hai Tâm Chỉnh. Hai Katie. Mình đi nó thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ viền cái lá của mình ha. Cái này nó hơi khó viền một chút xíu. Vì mình phải đi từ từ. Nếu mà mình đi lớn quá, nhanh quá thì nó cái cỏ của mình nó bị lệch ha. Vì đây đó là 3D nên nó cái mặt của nó là sẽ không có bằng phẳng. Đó, mình sẽ đi từ từ thôi. Sau đó là mình sẽ bây giờ là mình xong cái phần design này ha. Cái in sáng. Hai Cho Nguyễn, hai Khuyên Nguyễn, hai Tiffany Kim Lê, thank you Thảo Nguyên nha. Bây giờ là cô xin xong cái phần này ha. Cô xin sẽ qua cái phần đính đá. Trước khi qua cái phần đính đá là cô xin sẽ cho nó mát nha. Đó, cô xin sẽ sơn cái chai mát. Mình sẽ có mình sẽ kết hợp hai cái ha. Và
cái ngón này với cái món bubble. Thì xin cũng cho matte luôn nha. Đây là cái chai matte ha. Cái chai matte này rất là matte. Hai Kim Vũ, hai Katie Nguyễn, hai chị. À, 3D là mình chịu khó mình tập nhiều ha, là nó sẽ ra. Khi mà mình có cái căn bản đó rồi mình tập nhiều là nó sẽ ra ha. Thank you. Bây giờ mình sẽ đính đá nha. Ok, inside. Ok, inside. Bây giờ là tôi xin show cho cả nhà thấy cái mobile của mình ra ha. Cái mobile đây. Đây là cái mẫu Thank you. Mình mua cái máy đi để làm mọi người thấy nè. Đây là cái mobile mà Christine hồi nãy làm màu trắng đen ha. Cả nhà thấy rõ không? Bây giờ là Christine sẽ qua cái phần đính đá. Đây là cái hộp đá của Christine ha, của công ty Just Nail. À, sắp tới sẽ có mặt trên thị trường nha. Các cái diamond này rất là sáng, nó không có bị mờ với cái clear nha. Anh thấy cái đính đá của chị không? Okay. Bây giờ là cái mobile ha, bây giờ là cái xem sẽ đứng đá bằng cái cây đứng đá. Cái đứng đá của mình đây rồi. Hồi nãy là Christine mới đứng đá đây nè. Kiếm cái cây đứng đá mà không thấy. Buồn quá đi. Cả nhà đợi chút xíu nha, tôi xin đang kiếm cái cây đính đá. Ồ, nó lạ vào đây nè. Good night Andy, hi chị Thùy Nguyễn. Bây giờ là cô xin sẽ đính đá ha. Khi mà mình đính đá những cái bông như vậy là cô xin cũng sử dụng cái một diamond số 3 ha. Và diamond số 6. Hai Linh Đỗ sắp rồi nha. Có thể là ngày mai ha. Ngày mai là Just Nail sẽ để lên website ha. Cả nhà có thể vào trên website order những cái đá fancy này. Nó rất là sáng ha, rất là bóng. Đây ha. Nè. Nó rất là bóng ha. Và rất là sáng. Đây rất là sáng. Mình sẽ cho ra như vậy, sau đó là mình sẽ cho It's okay. Just leave it like that. Đó, Christine sẽ sử dụng 4 size ha. Mình sẽ cho nó cái này qua một bên những cái này. Và mình sử dụng một cái viên diamond lớn ha. Đây là cái diamond lớn cũng rất là sáng ha. Đây, rất là sáng và bóng. Bây giờ là Christine sẽ cho cái design ha. Christine sẽ chấm bằng glue thôi vì cái design của mình cũng chỉ chấm ít diamond ha. Nên là với lại nó sơn mát nữa là Christine sẽ không có cho cái gel. Mà Christine sẽ chấm bằng glue. Ok, chị Thảo Nguyên khi mà có là cô xin sẽ message cho ha. Hai Pinh Lê. Hai Đậu Phụng.
Christine sẽ cho cái diamond vào đây và một viên diamond nhỏ nữa vừa thôi, mình sẽ vào cái ngay cái phần chính giữa của cái bông nha. Đây nè, cái bông này ha, Christine sẽ cho nó một viên diamond thật là nhỏ vào đây. Mình không cần lớn quá ha, vì lớn nữa là nó sẽ che đi cái bông của mình, nên là Christine sẽ cho nó một cái viên diamond nhỏ thôi, vừa đủ cái chỗ đó thôi. À, sau đó là Christine sẽ design thêm một chút xíu về cái diamond cho cái design của mình ha. À, Christine sẽ đi từ đây và mình sẽ đi cho nó một cái đường cong hơi cong cong. Mình sẽ đi từng viên ha. Vậy sẽ làm cho cái design của mình thêm sống động ha. Thấy không? Bây giờ là Christine sẽ sử dụng cái size nhỏ hơn. Và mình sẽ đi xuống tới gần cái phần dưới đầu móng. Good night đại, good night cả nhà nha. Đó, Christine cũng sắp xong và về đây. Đây, cái design mình thiết kế xong cho cái bên này ha. Và cái bên này là Christine sẽ thiết kế nó hơi khác một chút xíu. Em sắp xong rồi chị. À, em chỉ đính đá hai ngón và cho nó và thêm một chút xíu nữa là xong. Đó, bây giờ là mình sẽ thiết kế vào đây ha. Ở đây nữa thì xin sẽ cho một viên diamond nó hơi lớn một chút xíu vào đây. Tùy theo cái design ha. Nếu mà nó lớn quá thì mình cảm thấy lớn quá, mình sẽ cho cái diamond nhỏ hơn. Hi Nina Nguyễn, thank you. Hi Kiều Diễm, thank you Nina nha. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây. Và mình cho vào đây nữa. Đó, đây là thiết kế mà Christine đưa ra ha. Đó, ở phần đây thì mình sẽ làm nhiều hơn. Và cái bên này là Christine sẽ đi xuống ha. Mình không nhất thiết là hai bên mình sẽ cho nó giống nhau, đúng không? Mình sẽ thiết kế như vậy thôi. Bây giờ là Christine sẽ trang trí thêm một chút xíu cho cái ngón này. Christine sẽ cho cái diamond ở cuticle thôi. Hai Hậu khỏe không em? Hai Hoàng Trinh. À, ngón này là Christine sẽ thiết kế cái diamond lớn nha. Đó, Christine sẽ đi cái cuticle trước. Đi vòng cung cuticle trước. Đó, mình sẽ đi cuticle trước, sau đó là mình sẽ thiết kế diamond lớn vào ha. Hi Kevin ta, hi Lily. Oh, I last Nguyễn. Oh, Christine đang chấm bằng glue nha. Glue dán móng á. Đó, Christine đang ở đây thiếu một cái diamond. Đây là cái glue ha, cái glue mà Christine chấm từng ngón vào ha. Đây là cái glue nè. Đó, đây là cái glue khô rất là nhanh, nên là khi mà mình làm á, mình sẽ để ý một chút xíu, vì nếu mà nó khô rồi là mình dán lệch đó là nó sẽ không lấy lại được ha. Bây giờ là mình sẽ nhấc cái viên diamond lớn này vào ha. Mình sẽ nhấc từ từ thôi. Nó dính treo rồi. Mình sẽ lấy viên khác. Mình sẽ để vào đây ha, ngay cái chính giữa cái design.
Đây ha, mình chỉ để như vậy thôi, vì mình sẽ không có để nhiều quá, nó sẽ che mất cái design ở dưới của mình. Hi Jessica. Đây là cái design của Christine's Finish khi mà đã hoàn thành xong ha. Và những cái ngón này là Christine sẽ không có đi móng, mình sẽ để plan như vậy. Và mình chỉ design hai cái ngón chính thôi. Mình sẽ chăm sóc cái cuticle của mình trước, sau đó mình sẽ chấm cái diamond viên lớn vào nha. Vì mình sẽ không có thiết kế thêm nha, vì nếu mà không mình sẽ che mất những cái design ở vòng, ở phần dưới của mình. Nó cũng rất là đẹp. Thank you chị Linh Đỗ, thank you hai Angel Nguyễn. Đó, những cái màu này ha, mình nhìn rất là khó phối, nhưng mà đến khi mà mình phối và thêm một chút xíu design vào và một chút xíu diamond vào thì nhìn nó sẽ đắt lắm và lung linh. Nên đa số là Christine sẽ phối hợp những cái màu nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà tới khi mà Christine làm xong đó, thì mọi người thấy nó rất là đẹp và dễ thương. Thấy không? Mình có cần thêm cái gì không? Đúng không? Đây là cái độ design mà Christine đã hoàn thành nha. Thank you cả nhà nhé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Và giúp help Christine, mọi người help Christine share một cái nha. Share cái like này. Thank you. Dễ thương quá đi ạ. Thank you, bye bye cả nhà. Thank you chị Minh Hằng. Thank you Angel Nguyễn nha. Bye bye.